năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 14, mục đích Ngài tạo dựng con. Mỗi người chúng ta đều có một mục đích trong Chúa, nhưng nhiều người không nhận biết điều này. Một khi không hiểu chính xác mình là ai trong Chúa, thì chúng ta hay so sánh, bất an, chán nản và tìm cách trở nên giống người khác. Đức Chúa Trời không muốn bạn như vậy. Ngài muốn bày tỏ cho bạn biết những ân tứ và tài năng Ngài ban cho bạn và cách để trau dồi và sử dụng chúng ích lợi nhất cho vinh quang Ngài. Khi hiểu rõ Đức Chúa Trời có mục đích cao cả cho cuộc đời mình, bạn sẽ không dại dột vứt bỏ nó trong lúc yếu đuối hay nóng nảy. Mặt khác, chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống trọn vẹn mục đích Chúa tạo dựng nếu không đầu phục hết mọi ước mơ của mình cho Ngài. Chúng ta phải buông hết mọi kế hoạch của mình rồi thưa: Lạy Chúa, không phải theo ý con mà xin ý Cha được nên. Có thể bạn sẽ thấy rất khó khăn và đau khổ, đặc biệt khi đó là ước mơ bạn theo đuổi từ lâu. Nhưng bỏ phí cả một đời để đuổi bắt một ước mơ trái ý Chúa sẽ còn đau đớn hơn. Hãy xin Chúa cất đi mọi ước mơ không đẹp ý Ngài và đổ vào lòng bạn ước mơ từ chính Chúa. Không tìm thấy lý do mình được Chúa tạo dựng thì chúng ta không thể nào cảm thấy trọn vẹn và thỏa lòng. Nhưng chúng ta sẽ chưa được giao cho các việc lớn nếu chưa trung tín trong những việc nhỏ nhất. Nếu bạn không chắc Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì, hãy bắt đầu làm người cầu thay, hãy bắt đầu phục vụ trong hội thánh. Khi chúng ta trung tín trong những việc này, Ngài sẽ đưa chúng ta vào những việc khác. Ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa sẽ ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 17. Cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng anh em, hầu cho biết được điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17-18. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Thi Thiên 20 câu 4. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những người Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những người Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Roma đoạn 8 câu 30. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã kêu gọi con bằng sự kêu gọi thánh, không theo việc làm của con, nhưng theo mục đích cùng ân điển mà Ngài ban cho con trong Chúa Giêsu Christ. Timôthê nhì đoạn 1 câu 9. Con biết Ngài đã có kế hoạch cho con từ trước khi con biết Ngài. Xin giúp con bước đi cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi con. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1. Xin giúp con sống cuộc đời mình với ý thức về mục đích và hiểu biết về sự kêu gọi của Ngài cho con. Con xin bỏ hết mọi kiêu căng, ích kỷ và bất kỳ điều gì có thể ngăn cản con sống với thiên mệnh Ngài dành cho con. Con không muốn bỏ lỡ điều gì cho mục đích trọn vẹn của Ngài cho cuộc đời con. Con ăn năn từng ngày vì con chưa sống hoàn toàn cho Ngài. Xin dùng con làm khí cụ tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc đời của những người Ngài đặt để trong cuộc đời con. Con biết hễ việc gì Ngài đã kêu gọi con làm thì Ngài sẽ giúp con làm trọn. Xin cho con không bao giờ đi sai con đường mà Ngài đã gọi. Xin ban khải tượng cho cuộc đời con và giúp con nhận thức mạnh mẽ về mục đích cuộc đời mình. Xin cho con nhận biết việc con đang làm có đúng là việc Chúa muốn không. Con muốn điều Ngài đang xây dựng trong cuộc đời con sẽ còn lại đời đời. Lạy Chúa, con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Ngài và được gọi theo mục đích của Ngài. Roma đoạn 8 câu 28. Con cầu xin Ngài cho con thấy rõ những ân tứ cùng tài năng Ngài đã ban cho con. Xin dắt con vào con đường con phải đi trong khi phát triển những ân tứ đó. Xin giúp con sử dụng những ân tứ đó theo ý muốn Ngài và vì vinh hiển Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.